xe đợi anh em mình luôn nè anh em ơi. Anh em khách khứa cứ đến qua đây đi, qua đây xem, qua đây chạy thử đi anh em ha. Bởi vì Vios này thì khách mới qua coi, khách qua chốt rồi nè, chuẩn bị bàn giao cho khách nè anh em. Vios này là 2018-19 gì đó, mình bán có 340 hay gì, 340, 350 gì đó. Vios này thì mình cũng còn khá là nhiều, Cru này cũng có 195 nữa nè anh chị. Cru có 2 xe. Cru có 2 xe, anh em qua lựa. Morning i10 gì đó, Morning nè, quá trời nữa nè. Đó, nói chung là xe con cốc là mình còn khoảng 20 xe, bao gồm Morning, i10, Sibac, Matic Super, số tự động, số sàn. Đó, Innova thì cũng còn khá là nhiều đời, nhưng mà đời bên em Innova bên em còn đời 2015 đổ về hả? Đang kiếm đời mới mua mà không có anh chị. Anh chị nào biết có ai bán xe chỉ em mua nha. 0564717171, em mua tới nhà anh em mình luôn và có hoa hồng cho anh em mình giới thiệu ha. Đó, như Vios này thì cũng còn nhiều lắm nè. Đó, bên bãi bên kia cũng còn khá là đông xe, anh em cứ qua lựa đi. Đó, Vios đời hấp, Vios đời cao nè, Cru nữa nè, Captiva, Elantra. Đó. Nhiều lắm anh chị. Anh chị qua lựa ha. Nắng quá. Lấy cái dù cho anh đi cương. Xe con cốc tự động nữa nè. Này sedan nè, con cốc này cũng có nữa nè. Đó, anh em cứ nhắc máy alo anh Thịnh, nơi giao lưu cho đỡ mua bán với bà con ha. Đó. Gale Piro tự động 200 mấy nữa nè. Cru cũng 100 mấy, Vios 300 mấy, Elantra 300 mấy, Cap 100 mấy tự động. Ở đây là những xe đang bán nha anh chị nha. Còn ngoài ra rất là nhiều xe đang tiến hành bảo dưỡng đợi anh em mình, anh em cứ đợi chờ nha. Đó. Anh em quan tâm chỗ nào cứ nhấc máy alo nhân viên 0866 678971 và 0834 33 3371. Cảm ơn anh em mình nhiều anh em ơi.